Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chuyên mục trồng và chăm sóc hoa lan của Bút Mực. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách chăm sóc cây hoa lan, cây địa lan sau khi trồng chưa tết xong. Đây là cây mà hôm đầu mình đã giới thiệu các bạn, nhưng cây này có đặc biệt là mình sẽ đem ra ngoài văng luôn, mình không để trong bóng mát. Các bạn thấy là nó sẽ hơi héo, củ nó hơi khô. Đấy, các bạn thấy là này. Đấy, các bạn quan sát cây này. Đấy, có rất nhiều người hỏi là tại sao là nó khô hoặc là nó héo củ. Đây nó sẽ hơi mất nước, nó sẽ quắt cái củ như thế này. Các bạn thấy không? Rồi, các bạn nhìn. Để chúng ta có một cái so sánh. Đây, các bạn thấy cây này là mình để trong nhà. Hai cây này mình để hoàn toàn trong bóng râm. Trong bóng râm mát và không có gió, cũng như không có ánh nắng. Đây các bạn thấy là... Rồi, cây củ nó hoàn toàn tươi. Mầm của gốc nó đã bắt đầu lên tốt. Các bạn thấy là như vậy là cái sự phát triển của cái cây trong này nó đã khá, tương đối là khá so với này, nó không bị khô, nó không bị mất nước, cái củ nó không bị quắt đi như cái cây mà chúng ta để ngoài gió và ngoài nắng. Bạn nếu như các bạn để ngoài gió ngoài nắng, đây trước khi bón thì mình, đây là cái thuốc B1, một trong những cái thuốc là kích thích tăng trưởng cho cây, đủ cái cây hàm lượng. Thì cái này thì các bạn ra cái cửa hàng vật tư nông nghiệp hoặc cửa hàng cây cảnh, hoa cây cảnh thì họ sẽ có. Các bạn hỏi mua B1, còn đây là cái thuốc L3M, một trong những thuốc kích rễ. Kích rễ để tăng cường cái sự kích thích tăng trưởng và kích thích ra rễ. Thì mình cho một thìa vào cái bình một như thế này. Cái bình bơm xịt này, các bạn thấy là sau khi cho vào cái bình này thì mình khoắng nó lên, sóc nó tan ra, để một lúc cho nó tan các bạn. Thì cái này các bạn cũng tưới ít thôi, chỉ độ 7 ngày các bạn tưới một lần. Thì còn lại các bạn nên tưới nước ẩm. Đây, sau đó là mình, đây mình sẽ bón cho cây ở ngoài trời này trước. Các bạn quan sát. Mình sẽ kiểm tra toàn bộ là cái bộ rễ, mình nhấc toàn bộ cái sơ dừa bên trên ra. Đấy, cái sơ dừa là mình bịt những cái than và làm cho nó đẹp cái ấy thôi. Mình sẽ nhấc nó ra và để đảm bảo nó đỡ mất hơi nước, nó giữ ẩm cũng như chăn bông của mình ấy. Đây là cái mầm, mình thấy là nó có một cái mầm gốc lên rồi. Đấy, các bạn thấy tuy cây nó héo nhưng cái mầm gốc nó vẫn lên các bạn. Điều đó chứng tỏ là cái bộ rễ của chúng ta ở bên dưới là nó phát triển bình thường, nó không bị lấm mốc và cũng không bị thối. Vì vậy là cái mầm gốc của chúng ta nó mới lu nhú lên được như vậy. Như vậy là chúng ta thấy là cây đã bắt đầu là có sự phát triển. Chứ những cây mà của các bạn thối gốc thì các bạn bỏ ra nó sẽ có thấy cái mùi nó khác ngay. Và cái mầm gốc nó sẽ không phát triển được lên. Thì các bạn thấy là nó hơi bị tóp, cái củ nó hơi bị tóp đi. Cái lượng dinh dưỡng nó hơi bị mất đi. Do quá trình chúng ta cắt rễ và chúng ta bóc lá cũng như để ngoài lắng gió. Thì này chúng ta bỏ hết cái sơ dừa bên trên đi. Vì cái sơ dừa là mục đích chúng ta để cho nó hơi nước nó đỡ bốc và nó hút ẩm, đưa lại cái không khí nó đủ ẩm. Chúng ta dỡ nó ra ngoài, dỡ nó ra một cái thau để chúng ta bón. Đây, là sau khi dỡ xong như thế này. Đấy, các bạn, đây mình cho sáng hơn thì các bạn nhìn nó rõ hơn. Đấy, đây các bạn quan sát, đây là cái mầm gốc. Đấy, các bạn thấy cái mầm gốc bắt đầu nó nhú lên. Nó đã vươn từ bên dưới lên chứ nó không phải đẻ ngay bẹ các bạn, mà nó lao hẳn từ bên dưới nó xuyên lên. Đấy. Sau này cái hoa của chúng cũng vậy. Đấy, các bạn thấy là nó phi từ bên dưới nó phi lên. Những cái củ non thì nó sẽ hơi ấy, nhưng những củ già nó vẫn rất mẩy. Vì vậy những củ già là những củ nó tích lũy năng lượng để nó nuôi cái cây sau này. Sau khi như thế này là bây giờ chúng ta là bắt đầu mình tiến hành mình bơm, tức là mình phun nhẹ một cái lớp B1 và L3M để cho kích thích tăng trưởng. Tăng trưởng cái này để cho bổ sung cái B1 cũng như là cái vi lượng, đồng thời kích thích ra rễ tiếp theo. Các bạn thấy là sau khi phun xong thì mình sẽ dùng, đây là cái phân trì, tức là cái phân trì có tỷ lệ 14, 13, 13 của Nhật Bản. Thì các bạn ra cửa hàng vật tư nông nghiệp hoặc là cửa hàng hoa cây cảnh, các bạn hỏi phân trì 14, 13, 13 của Nhật thì nó đều có. Cái phân này là cái mục đích nó tan chậm các bạn, chứ nó không tan như cái NPK của Việt Nam.
Nếu các bạn bón NPK Việt Nam thì nó sẽ sót, nó chết ngay. Cái phân này nó bọc một cái lớp kiểu như một cái lớp áo mà khi là mình tưới hoặc là nó tự nó trì ra đủ theo cái sự hấp thụ của cây. Đấy, chứ nó không phải là vì vậy mình bón như thế này khoảng độ 6 tháng sau mình mới phải bón lại, hoặc là này mình cứ để bao giờ mình bóp cái hạt phân thấy nó rỗng hết, tức là nó còn như cái vỏ bóng thì như cái bóng rượu chúng ta bóp cái này bên trong nó hết thì mới là cái hết cái dinh dưỡng ở bên trong, tức là mình như cái vỏ ngoài là cái vỏ bọc của nó. Sau khi bón xong thì mình lấy cái giá thể cái sơ dừa mình đậy nó lại. Đấy, mục đích là để nó không thoát cái hơi ẩm ra ngoài, mà cái sơ dừa nó khô thì nó hút ẩm môi trường vào. Đấy, sau đó là hàng tuần là chúng ta tưới nhẹ, hàng ngày chúng ta tưới nhẹ, phun ẩm nhẹ. Đấy, như thế này thì mình cũng gần như mình không phải phun ẩm. Đây, bây giờ đến cây ở trong nhà. Đấy, mình kiểm tra, tiếp tục kiểm tra cây trong nhà. Đấy, trong nhà mình có 2 cây. Đấy, hôm đầu mình cũng đã chia sẻ với các bạn bây giờ là mình bón cho nó. Đấy, thì bây giờ là dỡ hết cái giá thể ra bên ngoài thì mình kiểm tra bên dưới xem cái độ ẩm của nó thế nào, có ướt quá hay không, hay là mầm cây nó có phát triển củ có héo thối hay là thế nào thì mình nhấc nó ra. Vì là từ hôm trồng đến hôm nay của mình cũng được khoảng độ 20 ngày rồi. Đấy, các bạn thấy là được độ 20 ngày. Đây các bạn này, mình cũng phun nhẹ một cái lớp B1 và L3M để kích thích tăng trưởng cho rễ, bộ rễ, và bổ sung cái vi lượng cho cây. Các bạn thấy là mình phun một lớp như thế này. Còn những ngày thường thì mình cứ tưới bình thường thôi các bạn. Ngày thường thì mình cứ độ 7 ngày mình phun cái B1 một lần. Còn thỉnh thoảng thì phun cái Bencola thì cái thuốc diệt lấm diệt khuẩn, thì các bạn phun thường xuyên 3-4 hôm các bạn có, các bạn phun thì càng tốt. Đấy, còn đây cái phân trì thì mình tiếp tục mình rắc cái phân trì lên. Phân trì 14, 13, 13 là mình mua cái phân này, thì cái phân này thì nó cũng giá của nó cũng tương đối là cao, cho nên nhiều người là không mua cái phân này mà bón cái phân NPK hoặc là cái phân xanh lân xanh đâm thao cái dạng P2O5 thì là cái tỷ lệ cái những cái phân này nó tan nó tương đối là nhanh. Cũng như trước đây mình giới thiệu là bón nót thì mình đã bón cái phân lân đung chảy rồi. Phân lân đung chảy là nó cũng như một cái dạng tan chậm. Đây các bạn thấy mầm gốc nó đã lên. Đấy, mầm gốc nó cũng đang lên rất tốt rồi. Nó xuyên từ bên dưới lên các bạn, củ rất tươi. Củ rất tươi mà xanh củ. Các bạn thấy bóng củ chứ không bị co quắt như cái củ hiên chúng ta phơi ngoài hiên. Các bạn thấy nó rất tươi và mẩy. Đấy, các bạn thấy là hoàn toàn là mẩy. Các bạn thấy là nó lên tương đối là đẹp. Sau khi bón phân trì thế này thì mình lại lấp nó lại các bạn. Lấp nó lại thì chúng ta thấy là mình lấp lại. Lấp lại thì mình vẫn thấy là cái nhìn bên ngoài thì sẽ không thấy mình bón phân, nhưng mà thực tế phân nó ở dưới cái sơ dừa này. Khi đó mình tưới ẩm lên thì cái sơ dừa này những cái bụi bẩn hoặc là cái thì nó không bị bẩn ra ngoài. Và cái phân nó cũng không lộ ra thì trông chúng ta nó rất là về mỹ thuật. Trông nó đẹp hơn, trông nó mềm mại và nó ấy hơn. Đấy, sau khi là độ 3 đến 5 tháng mình kiểm tra xem là cái ấy nó tan thì này hết thì mình lại bón tiếp. Xem cái sự phát triển của nó. Còn bón bổ sung vi lượng thì cứ độ 7 ngày mình phun nhẹ. Còn lại nếu mà thấy lấm hoặc thế thì mình phun cái Zidomin hoặc là cái XO. Thì nói chung là các bạn cứ phun cái Bencola là tốt nhất, vì cái Bencola sau đó nó diệt lấm diệt khuẩn và một số cái vi khuẩn virus trong thú y nó trừ, làm cho cái môi trường của chúng ta rất đẹp. Đây tiếp theo cây thứ hai, bên cây này mình cũng để trong nhà hoàn toàn trong bóng râm mát, không có nắng không có gió. Mình dỡ nó ra. Ngay bây giờ dỡ ra mình kiểm tra xem cây này nó phát triển thế nào. Có nhiều bạn vợ chồng không sống, trồng được độ khoảng tuần 2 tuần thì nó héo và nó thối. Nên các bạn thấy là do cái quá trình mình gần như là mình ngâm ra thì cũng rất ít vi khuẩn nó bám vào. Cơ bản là các bạn tưới nhiều nước quá thì nó sẽ ẩm, nó độ ẩm nó dư thừa thì nó sẽ thối. Nhưng mà với mình trồng ở cái giá thể dừa như thế này thì các bạn tưới nhiều quá thì cái sơ dừa nó cũng không bão hòa, nó cũng chảy ra ngoài. Và cái lượng than thì nó tan cũng tương đối là nhanh. Đấy, cho nên là sau đấy, sau đó là mình cũng tưới cái B1 và cái
N3M vào để tăng trưởng kích rễ, để sau mình sẽ một thời gian nữa mình mới tưới. Sau khi bón này thì một thời gian nữa mình mới tưới, mình chỉ phun ẩm cái lượng nước lên thôi, để chỉ làm ẩm, hơi ẩm sơ dừa để tạo cái độ đẹp mắt. Đấy, các bạn thấy là đây, các bạn thấy là đây là cái mầm hôm lâu mình cho các bạn thấy. Đấy, nó cũng lên tương đối, nó lên khoảng độ 3-4 phân rồi. Đấy, mầm lên rất khỏe, củ mẩy. Đấy, các bạn thấy là tương đối là nhưng mà cái giá thể bên dưới của mình, cái chậu này hơi ướt các bạn. Vừa rồi mình có phun nhưng với cái giá thể như thế này nó cũng hơi ướt. Đấy, sau đó là mình rắc cái phân trì lên, phân tan chậm của Nhật Bản lên, có tỷ lệ 14, 13, 13. Các bạn hỏi cái này mình mua ở trên một chỗ mình nó rơi vào khoảng 120.000 đồng cho một cân các bạn, nhưng một cân để rắc được khá nhiều. Và khoảng độ 6-7 tháng sau mình phải bón, còn lại là cứ để như vậy, thỉnh thoảng về thì mình phun cho nó một tí nước, cái lá nó khô đấy mình phun cho nó một tí nước. Còn hàng tuần mình phun dịch phun ấy thì mình có bencola thì mình cho nó một tí. Nhưng mình nấm thì mình phun cái Zidomin thì nó hay tạo nên một cái lớp phủ bên trên trông nó xấu, nên là tốt nhất là mình dùng cái bencola. Mình hay dùng cái bencola là chủ yếu, vì cái Zidomin thì chủ yếu là những cái trường hợp là lấm nặng là lắm, hoặc là cái anti XO thì chỉ trừ khi thối nhũ nặng lắm thì mình mới dùng đến, chứ còn chủ yếu là những cái này là nó ít lấm thì thôi, chủ yếu là mình dùng cái bencola thôi. Vì phun những cái anti XO hoặc là cái Zidomin thì nó tạo thành một lớp phủ như là bùn, kiểu như là cám phủ lên trông như bột gỡ gạo, trông nó hơi xấu. Đấy, các bạn thấy nè, sau khi ấy xong cái này thì mình lại phủ lại cái sơ dừa, các bạn thấy trông nó rất mềm mại, cái độ tươi thoáng và cái độ bám bẩn, kể cả mình tưới nước lên sau mình lau nó cũng, khi phun nước hoặc khi đổ vô tình đổ một cốc nước vào nó cũng không bẩn ở cái bên dưới nó bắn lên. Bạn thấy là rất mềm mại, rất rất đẹp, chứ nó cũng không có gì là đấy, trông cái mầm nó đã thò lên khỏi cái giá thể của mình rồi. Những cái mầm đấy chỉ độ 20 hôm nữa thì nó sẽ bật lên, và nó sẽ bật lên một cái số cái mầm nữa các bạn ạ. Những cái củ này nó sẽ bật lên tương đối này là nhiều mầm nữa, chứ không phải là một hai cái. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video. Chúc bạn có những cái chậu địa lan đẹp, trồng sống tốt và cuối năm nó lại cho hoa như năm vừa rồi. Chúc các bạn luôn thành công, luôn mạnh khỏe. Xin chào tạm biệt các bạn.